này có người nhỏ bé nhưng đầy nghị lực. Em là Thanh Hằng ạ, năm nay em 45 tuổi. Bình thường trẻ em một năm cao lớn được khoảng 10 cm chẳng hạn, nhưng mà em chỉ cao qua khoảng 1 cm thôi. Cùng theo đuổi đam mê ca hát. Sau khi em lên thành phố sống, cái khát khao mà đam mê ca hát ấy, nó lại càng bùng cháy trong em hơn. Bé Hào cũng đam mê ca hát giống em, và em quyết định là kiểu gì mình cũng phải làm ca sĩ. Và những tâm sự lần đầu được tỏ bày. Em sợ đi ra ngoài là mọi người cứ chăm chú nhìn vào em, thì rất nhiều người thắc mắc của em, rất là xấu hổ cái vấn đề đó. Mảnh ghép hoàn hảo với câu chuyện đầy nghị lực của cặp đôi song ca giỏi nhất Việt Nam, ca sĩ Thanh Hà, Thanh Hằng. Kính thưa quý vị khán giả, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Mảnh ghép hoàn hảo. Ngày hôm nay thì trước khi chúng ta gặp cái cặp đôi khách mời đặc biệt này á, tôi muốn giới thiệu với quý vị người đồng hành của chúng ta, đó là tiến sĩ tâm lý học Đào Lê Hòa An. Dạ, xin chào chị Hồng Vân. Em. Dạ. Xin chào tất cả quý vị khán giả. Em ngồi đi. Ngày hôm nay thì chị biết là cái cặp đôi khách mời của chúng ta cực kỳ thú vị luôn, chị nói thiệt. Dạ. Bây giờ để chứng minh cái lời nói của chị là đúng nha, bây giờ chị mời em cũng như là mời quý vị khán giả, chúng ta hãy cùng xem tư liệu về họ. Mình là Thanh Hằng, thì thật sự là ngày xưa là Hằng rất là tự ti mặc cảm với cái hình hài, với cái cơ thể của mình. Mình là Thanh Hà, nhưng mà từ khi vào thành phố Hồ Chí Minh được đi hát, được giao lưu với tất cả mọi người ấy, thì mình cảm thấy là đây lại là một cái lợi thế, từ cái khiếm khuyết của mình đã biến thành lợi thế của mình. Bây giờ thì Hằng cảm thấy là cuộc sống của Hằng khá là ổn và Hằng cũng cảm thấy rất là tự tin. Em thấy đặc biệt ghê chưa? Dạ, và điều đặc biệt em thấy một cái điểm rất là quan trọng, đó là cái tinh thần lạc quan. Và nhận ra được những cái sự khác biệt của mình và biến cái sự khác biệt đó thành những cái ưu điểm để cho người ta sẽ luôn luôn nhớ về mình. Đó, bởi vì bây giờ chị nói thiệt với em, giờ thực sự hai chị em mình hôm nay là không cần đến cái sự gọi là chị nhường em nhường chị. Bởi vì nói chuyện với cô gái nào mình cũng sẽ cảm thấy một cái năng lượng và một cái sự thú vị như nhau, đúng không? Đúng không em? Nếu mà bạn không giới thiệu. Dạ đúng, và mọi người cứ tưởng là hai chị em đây là chị em sinh đôi. Chính xác luôn. Rồi, vậy thì bây giờ mình cứ theo cái sự gọi là sắp xếp của biên tập đi. Có nghĩa là em vô trong đó mà em gặp bạn nào là em nói chuyện với bạn đó. Dạ đồng ý. Dạ tí nữa gặp lại chị ạ. Rồi, dạ, ok chị, em. Dạ. Rồi, xin mời cô búp bê xinh xắn. Trời đất ơi, coi kìa. Ngồi đi cưng. Em chào chị Vân. Rồi bây giờ đây là cô chị hay cô em đây? Dạ em là chị, em là Thanh Hằng ạ. Năm nay em 45 tuổi. 45 tuổi rồi đó. Dạ. Có yêu ai bao giờ chưa? Dạ yêu nhiều ạ. Cái người yêu đầu tiên của em á, em kể về cái mối tình đầu của em cho chị nghe coi. Mối tình đầu là lúc đấy là em học lớp 5 ạ. Có một bạn học sau em một lớp, nhưng mà bạn ấy thích em, nhưng mà thực ra thì em cũng không biết đâu. Sau rồi cái thời, nhưng mà cái thời gian đó là mình còn trẻ con ấy, mình cũng không hiểu được. Nhưng mà lúc đó thì mình cao bao nhiêu? Lúc mà em sinh ra thì thực ra là em vẫn được 3,6 kg, tức là em vẫn lớn, vẫn phát triển bình thường. Nhưng mà nó rất là chậm. Và sau khi mà em học khoảng lớp 5, lớp 6 á, từ đó đến bây giờ chắc là nó cũng không cao nữa. Cô Hà, tức là mình sẽ nhỏ từ nhỏ hay là mình sẽ vẫn phát triển đến một cái... Sinh ra thì vẫn bình thường. Sinh ra em là 3,2 kg, chị ghi là 3,6 kg. Bình thường trẻ em nó tăng cao một năm, nó khoảng cao lớn được khoảng 10 cm chẳng hạn. Nhưng mà em chỉ cao qua khoảng 1 cm thôi, tức là nó chậm, nó cực kỳ chậm so với người bình thường. Em làm sao để mà bây giờ nhìn em á, là một cô gái yêu đời nè, rất tự tin nè, với cái công việc của mình đang làm á, cái giai đoạn trước đó nó như thế nào? Trước khi mà em vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống ấy, thì em ở dưới huyện Mê Linh, quê em nó rất là nghèo, con nhà rất là nghèo. Tuổi thơ của em thì rất là cơ cực và em không được học hành đầy đủ đâu. Và em không được tốt nghiệp 12 luôn á. Em có theo một đoàn nghệ thuật là đi học hát. Bởi vì em rất là đam mê ca hát từ lúc bé tí ra. Sau khi em theo đoàn nghệ thuật thì có một cái duyên cơ may mắn là em vào trong Nam này. Thì mới đầu là em đi chơi và em thăm dì thôi. Mỗi một khi mà em lên thành phố sống ấy, thì em lại cái khát khao mà đam mê ca hát ấy, nó lại càng bùng cháy trong em hơn. Đó, và em quyết định là kiểu gì mình cũng phải làm ca sĩ. Đó, và em mơ ước được đứng lên trên sân khấu lớn. Đó, và cứ thế thì may mắn của em là gặp một người ba nuôi em ăn học và cho em những cái mối quan hệ để em có thể đi hát được. Cái thứ hai là em nhờ và em học ở những cái lớp có những người khuyết tật, thì những bạn đấy vẫn rất là yêu đời, vẫn rất là đam mê nghệ thuật ca hát đó. Thì từ đó thì em học được cái cách là
tự tin hơn. Còn lúc trước khi mà vào thành phố sống thì em là một cô gái cực kỳ mặc cảm. Em không dám mặc cả áo ngực. Mặc dù cơ thể em phát triển rất là bình thường nhưng mà kiểu là em đi sợ đi ra ngoài. Mọi người cứ chăm chú nhìn vào em là ủa con bé kia nhìn bé bé mà nó lại có ngực. Đấy. Rất là ngại cái vấn đề đó. Sau khi mà gặp các bạn khuyết tật đó ấy, thì em thấy là mình tự tin. Ủa, mình đâu có làm gì đâu. Thì mình có cái cơ thể mình cũng khá là đẹp. Đó thì mình cứ phải xô ra chứ. Và sau khi em mặc thì rất nhiều người hỏi em là ủa mày mới làm ngực à? Còn em thì sao? Em thì giống vậy không? Em thì chậm hơn. Nhà em là có mấy anh chị em? Nhà em thì có 5 anh chị em. 5 anh chị em. Mấy anh chị em kia thì có phát triển bình thường không? Nhà em có 5 anh chị em thì có 3 người nhỏ, còn 2 người phát triển lớn bình thường. Bố mẹ em với cả bên nội bên ngoại cũng từ 1m6, 1m7. Ồ, 2 người phát triển bình thường. Vâng. Còn 3 người nhỏ là em với lại... Em với cả bé Hà với bé cả Hà. Chị gái em. Không, tức là giờ hai chị em có ở chung với nhau? Em có. Là ở thành phố Hồ Chí Minh? Em ở cả hai, cả thành phố Hồ Chí Minh, cả ngoài Hà Nội. À, con chị... Cái người chị mà cũng giống như hai bạn thì là đang làm công việc gì? Chị em làm bán hàng tạp hóa và đang phụ công việc cho em nữa. À, tức là bé Hà là thua em bao nhiêu tuổi? Dạ 10 tuổi ạ. Hai chị em nhìn như là hai chị em sinh đôi luôn. Nãy chị nhìn trong clip chị không phân định được đâu là chị đâu là em luôn. Thì khi mà em thấy bé Hà nó giống như cái bản sao của mình thì cái cảm giác em lúc đó như thế nào? Em cũng không có gì nó thắc mắc, bởi vì lúc thật sự lúc em rất là ngây thơ luôn ấy. Ngây thơ đến năm 17 tuổi em vẫn chưa biết suy nghĩ gì. Rồi hai chị em có thân nhau không? Dạ có, mấy chị em nhà em đều thân nhau, đều rất là thương nhau. Nhưng mà hai chị em tính tình có hợp nhau không? Về căn bản là hợp. Thang điểm 10 đi, đánh giá khoảng bao nhiêu? Nó phải được khoảng 8 á. 8 điểm? Dạ. 8 điểm là nhiều quá. Vâng. Thì về cơ bản là nếu mà để chị em trong một nhà thì thường hay có những xung đột ấy. Nhưng mà hai chị em được cái là có thể là do cùng đam mê nghệ thuật ấy, cho nên nó gặp nhau nhiều điểm. À. Còn tất nhiên thì sẽ có những lúc mà bất đồng quan điểm, thì cái điều đấy là điều đương nhiên rồi. Đúng, chắc chắn là mấy chị em thì phải thương nhau rồi. Dạ. Nhưng mà thường nhà mà đông con á là sẽ có theo từng cặp. Tức là cái cặp này bạn này thân bạn này hơn chút, bạn kia thân bạn kia hơn chút, kiểu vậy đó. Tức là em thân với Hà nhất trong số anh chị em hả? Hiện tại thì là hai chị em phải làm việc cho với nhau thì thân nhau nhất. Nhưng mà thực ra mà người mà em hay tâm sự chia sẻ là chị của em ở nhà. Chị Hai á, đúng không? Chị lớn á, đúng không? Lúc nào thì em biết là Thanh Hà hát cũng hay như em? Tức là em đi hát trước Thanh Hà cái năm mà em khoảng 22 tuổi thì có một cái đoàn văn công họ về chỗ em biểu diễn. Thì em lên xin hát giao lưu một bài. Và sau khi cái chú trưởng đoàn chú bảo là ố con bé này cũng hát được. Mày có muốn đi theo chú để đi làm ca sĩ không? Em bảo là có. Em được cái là em bé nhưng mà em rất là mạnh bạo. Người ta dụ đi cái là em đi luôn. Em về em khăn gói em xin bố mẹ là em đi theo đoàn luôn. Khi bé Hà lúc đấy thì em 22 tuổi, là bé Hà nó khoảng 12 tuổi. Nó học khoảng lớp 6. Thì cứ nghỉ hè là em cho nó đi theo đoàn. Nó cũng được lên hát, thì sau này thì nó cũng đam mê ca hát giống em. Và cứ thế thì cứ hè hè là em cho nó lên. Sau khi hết lớp 12, nó học hết lớp 12 thì bắt đầu là cho nó đi hát luôn cùng. Đó là chị hướng nghiệp luôn á. Hướng nghiệp luôn đúng không? Thì tính ra là em đỡ áp lực hơn chị không? Tại vì có chị mở đường trước rồi. Hay là sao? Hay là vẫn áp lực? Có những cái riêng? Đúng rồi. Nói chung về cơ bản thì đối với tụi em bị thì... em không có đặt nặng vấn đề về quá về cái điều gì. Cho nên là mình sống với cái tâm thế rất là chào đón cái gì đến thì đến. Nó không có phải đặt nặng quá là phải như nào. Nên là mới trẻ đấy ạ. Coi như bây giờ hai chị em là hát song ca đó. Vâng. Đúng không? Cái dòng nhạc mà tụi em hát là dòng nhạc gì? Cái dòng nhạc mà bọn em theo đuổi là âm hưởng dân ca. Và chẳng biết là hai chị em lại hát cùng với nhau rất là hay. Lúc trước thì hát tách rời ra, nhưng mà sau này khi vào thành phố Hồ Chí Minh thì bọn em mới hát gộp thành chung một đôi song ca. Nói nghe nè, chút xíu nữa chờ bé Hà ra đó. Dạ. Em với Hà song ca một bài cho tặng cho Mảnh Ghép Hoàn Hảo, cũng như là tặng cho quý vị khán giả, cũng như là chị một bài nha. Dạ. Tại vì thực ra chị nghĩ là tụi em hát chắc là người ta thích lắm á. Tại vì em biết không, tụi em nhìn xinh lắm, giống như là trời ơi, mấy bé búp bê á. Thiệt, mấy búp bê mà là phiên bản mà hoàn hảo á. Dạ. Chị nói thiệt luôn á. Thành ra là nó nhìn nó cưng gì đâu là cưng á. Dạ. Thực ra chị Vân quá khen, như thực ra là cái giọng hát của em thì qua vòng gửi xe một tí thôi. Nhưng mà có một cái đặc biệt thì là mọi người dễ nhớ. Mấy cái mặt chắc nó cũng hơi trẻ trẻ, hơi cưng cưng.
cưng lắm chứ không phải là hơi nha. Vâng. Còn cái chuyện giọng hát thì hồi nghe mới hạ hồi phân giải, chứ không được tự gọi là tự đánh giá mình trước nha. Dạ. Đó, không biết ở trỏng xong chưa nữa, để mình hỏi nha. An ơi, An ơi. Trời ơi, thiệt á, muốn đem về nuôi quá à, thiệt luôn á, cưng. Chị đề nghị gì nè, yeah. Trước khi mình trò chuyện với hai bạn, thì á, nãy chị có đề nghị với Hằng rồi, yeah. Là khi mà Hà ra thì hai chị em hát một cái bài song ca vời. Để tặng cho mọi người, đúng không em? Quá chính xác. Đó, giờ hai đứa hát bài gì mà tụi em thích nhất? Em xin gửi tặng hai anh chị và tất cả quý khán giả ở đây một sáng tác của cố nhạc sĩ Phó Đức Phương, ca khúc được mang tên là Về Quê. Theo anh em thì về, theo anh em thì về thăm lại miền quê, nơi có một chiến đê, có hàng tre du khi chiều về. Ơi quê ta bánh đa bánh đúc, nơi thảo thơm đồng xanh trái ngọt, nơi tuổi thơ ta đã trải qua đẹp như giấc mơ. Ơi quê hương giàu sương dãi nắng, phiên chợ nghèo lều tranh mái xiêu, kìa dáng ai như dáng chị dáng mẹ thôi. Trời ơi, trời ơi, hay quá. Trời ơi, quá xuất sắc. Trời ơi, xuất sắc quá vậy. Cái giọng của hai đứa nó như chuông á hả. Chị rất là thích cái luyến láy của tụi em. Có bao giờ tụi em muốn thử một cái dòng nhạc khác ngoài dòng nhạc này chưa? Dạ em cũng có hát được cả dân ca Nam Bộ, em hát được cả cải lương, em được hát được cả quan họ. Nhạc trẻ em cũng hát, nói chung là mỗi thứ em biết một tí, em chả giỏi cái gì cả. Bolero, em có thích bolero không? Bolero em cũng hát được một vài bài. Trời ơi, xuất sắc. Xuất sắc thiệt chứ. Rồi dòng nhạc của chú Bắc Sơn, ví dụ như là bài Em đi trên cỏ non mọc ôm đôi bờ đường đi. Sao hay quá vậy, dễ thương quá vậy ta. Tụi em mặc dù là người Bắc nhưng mà rất là thích những các bài hát viết theo cái hơi hướng của âm hưởng dân ca miền Nam. Cái thành tích mà lớn nhất tụi em từ bắt đầu theo nghiệp ca hát là cái thành tích gì đâu, kể chị nghe. Chị Vân nhắc em mới nhớ. Có một cái thành tích rất là lớn luôn. Đối với hai chị em năm 2010 thì hai chị em được Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam ghi nhận cặp song ca là chị em ruột có vóc dáng nhỏ nhất Việt Nam. Là hai chị em ruột. Phải có chữ hát hay nhất nữa chứ em ha. Dạ, phải không? Đúng. Hai chị em ruột nhỏ con nhất nè, hát hay nhất nè, có cái tần số gọi là săn xếp nhất với nhau. Tại vì hai bạn này hát em thấy khi mà cùng cất lên á, khi mà hai bạn tắt hát riêng á thì mình thấy cái giọng còn hơi khác chút xíu thôi. Nhưng mà khi bắt đầu quyện lại rồi thì giống như là một giọng luôn. Chị Vân nói đúng, tại vì nhiều có những nhiều bài thu âm hai chị em nghe hát rồi, ủa đoạn này của em hoặc đoạn này của chị nhiều khi hát bị lộn luôn á. Đúng rồi, tại vì cái luyến láy của tụi em nó rất là ngọt, cùng một lúc lên dễ thương lắm luôn á. Nhưng có thắc mắc là lúc là hai chị em tập luyện với nhau á, là khoảng bao lâu á thì mình mới đạt được một cái sự thống nhất cũng như là ăn ý đến như vậy? Khi mà bọn em mỗi một khi mà tập một bài hát ấy, thì bọn em thường là chia câu. Ví dụ như thế mạnh của Hà là cái xuống thấp hơn em chẳng hạn ấy, thì Hà sẽ hát cái câu đó. Còn thế mạnh của em là em sẽ lên được cao hơn, thì em sẽ nhận cái câu đó em hát. Và những cái câu mà khó thì luyến láy nhiều khó Hằng sẽ đảm nhiệm đó. Và ngoài ra nếu như có sự kết hợp bè thì Hà là người bè rất là tốt. Bè tốt hơn em. Dạ, tức là người này bổ sung cho người kia. Và đây là một cái sự kết hợp rất là hoàn hảo, đúng như là cái mảnh ghép hoàn hảo của chương trình chúng ta. Quá hoàn hảo luôn. Em ơi, trời ơi, thật sự. Ủa, bây giờ hai đứa đang sống ở đâu? Hiện tại thì em đang ở với gia đình. Trước đấy, cách đây khoảng một năm ý, thì tụi em có sống ở trong thành phố Hồ Chí Minh, thì hai chị em ở với nhau. Thực sự là hai bạn này xuất hiện thôi chị em mình lu mờ luôn á. Đúng rồi, chính xác. Em nhận không? Chính xác. Màu đỏ luôn luôn nổi chị. Màu đỏ luôn luôn nổi. Hai chị bên màu xanh. Màu đỏ nổi thì chết. Cái thần thái ha. Đúng cái rồi. Thần thái đó. Rồi giọng hát chắc chắn là mình hát không bằng người ta rồi. Và thật ra là có một cái kết quả nghiên cứu cho thấy đó, những người sinh ra trong những cái hoàn cảnh khó khăn và họ biết vượt lên chính bản thân của mình thì họ sẽ có một cái sự thành công vượt trội.
vì cái ý chí, cái nỗ lực vươn lên á. Và đó cũng là một cái mà em nghĩ rằng là giới trẻ và đặc biệt thế hệ Gen Z hiện nay đang thiếu. Em nghĩ rằng là chương trình mời đến đây được hai chị em Thanh Hằng, Thanh Hà là quá tuyệt vời. Quá tuyệt luôn. Vì câu chuyện truyền cảm hứng được của cả hai chị em. Và chắc chắn rằng là sẽ rất là nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ, sẽ thay đổi cái góc nhìn, cái quan điểm của mình để mà phải nỗ lực cố gắng vượt lên chính bản thân của mình. Đúng và rồi. Đó là cái câu chuyện mà em nghĩ là Thanh Hằng và Thanh Hà đã truyền được cái cảm hứng rất là tuyệt vời trong trong cái buổi trò chuyện ngày hôm nay. Hai bạn này là tiêu biểu cho chủ đề của mình ngày hôm nay đó, vượt lên chính mình để tỏa sáng ghê thiệt chứ. Nếu mà chị là một người con trai, chị tìm hiểu bạn gái đó nha, mà chị ngồi chị nói chuyện với hai chị em bạn này giờ không biết chọn nhỏ nào luôn. Chọn cả hai chị. Chọn cả hai. Hai đứa đứa nào cũng duyên dáng hết trơn, mỗi đứa một kiểu, giống như là giờ là 10 phân vuông chỉ đó. Đúng không? Ý chị ở đây chị muốn nói là cái người phụ nữ họ thực sự quyến rũ khi nào người ta lan tỏa cái sự duyên dáng của bản thân mình cho người đối diện cảm nhận được. Khi mà cả anh An cả chị đều phải nói câu là tụi em duyên dáng là tụi em ăn điểm rồi. Chính vì vậy mà chị nói nè, phải có người yêu nghe. Thiệt. Có rồi. Có người yêu, chị có nghe Hằng nói rồi. Nhưng mà Hằng không đi đến chuyện kết hôn thì bây giờ là kết hôn nha. Trời, đáng yêu lắm luôn á. Tức là ý chị Vân là phải phải nên kết hôn để duy trì cái sự đáng yêu này đúng không ạ? Đúng rồi. Cái... Dạ, đúng rồi, mình phải có hậu duệ chứ. Yeah. Mình phải có hậu duệ chứ cưng, đúng không? Đó, và chắc chắn là với hai người phụ nữ như thế này thì sẽ có hai người đàn ông hạnh phúc. Và chắc chắn là cái tinh thần, cái sự tự tin của các bạn, và đặc biệt là cái sự đam mê và đó được đón nhận của khán giả, đó là điều rất là tuyệt vời. À, xin được chúc mừng cho hai chị em. Tụi em tỏa sáng tới cái mức mà ra là tụi chị tối thui liền đó, không thấy sao. Anh chị cứ khiêm tốn. Ôi, cảm ơn hai đứa nhiều nghe. Dạ, chị chúc là hai đứa có nhiều cơ hội để tụi em tỏa sáng. Ừ, và hai chị em lúc nào cũng làm mảnh ghép hoàn hảo như thế này nha. Dạ, dạ cảm ơn chị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị khán giả.